Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con mình đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của bên em ha. Cửa hàng của em nằm ở km 123 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả anh chị em bà con mình có một sức khỏe thật là tốt và có một công việc làm ăn thật là thuận buồm xuôi gió ha. Mùa may bán đất, nói chung là làm việc nó gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống hơn ha. Và gia đình hạnh phúc nha. Thì hôm nay bãi của em vừa về một con Cửu Long TMT đời 2009, đăng ký lần đầu 2010 ha. Thì sơn rin xe này thì còn khoảng 80%. Thùng sàn con này rất là đẹp, sexy, không gãy, không một mọt ha. Thùng dài 3m7 nha mọi người. Thì em sẽ đi quay chi tiết tổng thành chiếc xe cho bà con mình cùng xem cái con xe này còn như thế nào ha. Mọi thông tin hoặc mọi ý kiến đóng góp, bà con mình có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho bà con mình đến xem xe và mua xe ha. Cụm đèn trước của xe này còn khá là đẹp, khá là sáng ha. Đó. Sườn sexy, con này không gãy, không mục mọt nha mọi người. Xe còn khá là đẹp, khá là chuẩn ha. Tải có 1,5 tấn nha mọi người. Xe có turbo máy lớn ha. Xe có turbo nha. Còn khá là đẹp nha, khá là liền ha. Anh chị em bà con mình cứ nhanh tay liên hệ với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người ha. Và em sẽ mở cái phần cabin lên cho bà con mình cùng xem cái phần cabin này máy móc như thế nào ha. Đây ha, máy turbo ha mọi người ha. Turbo nó khá là lớn cho nên là máy nó khá là lực ha. Bà con cứ yên tâm ha, bên em mua bán bao uy tín và bao chất lượng nha mọi người ha. Nhãn hiệu của Đông Phen ha mọi người ha. Xe tải lớn. Xe gầm máy con này thì không phải chê nha mọi người. Gầm máy con này rất là chắc ha. Xe này chạy đường xa, bao chạy đường xa luôn ha. Xuồng sexy con này thì nói chung là còn rất là tuyệt vời luôn ha mọi người ha. Còn rất là đẹp ha. Sexy nó không có bị gãy hoặc không bị mục gì nha mọi người. Giá em cần bán là 75 triệu nha mọi người. Xe thùng dài 3m7 ha. Cầu số của này gọi là chưa có gọi là bị xì nhớt nha mọi người. Xe còn khá là khô ráo nè ha. Chứng tỏ con xe này nó khá là khỏe ha. Con này khá là khỏe. Máy nó có turbo, những cái con xe nào á mà cái dòng Cửu Long mà tải nhỏ mà nó không có turbo thì nó yếu hơn ha. Còn con này, cái dòng này thì nó có turbo, nó sẽ mạnh, nó lực rất là nhiều ha mọi người ha. Đây ha, đây là phần thùng sàn nè mọi người. Thùng sàn con này còn khá là liền, khá là đẹp ha. Thùng sàn vách đồ sexy nó còn khá là đẹp ha mọi người ha. Có điều cái bạc kia nó hơi rách, thì anh chị em bà con nào mình muốn mua thì cứ alo cho em sẽ may cho bà con mình cái bạc đó, chỗ đó thì không sao ha. Chứ còn thay mới cái bạc này thì nó cũng tầm tốn 1,5 triệu ha. Thì nói chung xe bây giờ mua nó rất là khó khăn luôn. Mà bây giờ mà cái nào cũng làm mới hết tất cả lại thì nói chung em bán xe ra thì nó không có lời nha mọi người. Đây ha. Con này cầu số nó rất là êm nha mọi người. Cầu số con này rất là mạnh luôn ha. Máy turbo mà cho nên nó khá là mạnh ha. Rồi. Em sẽ lên phần cabin, quay cái phần cabin cho bà con mình cùng xem cái ba cabin nó như thế nào nha. Bà con cứ nhanh tay liên hệ với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem và mua xe nha mọi người. Mọi ý kiến đóng góp bà con có thể để lại comment bên dưới hoặc là cứ gọi điện trực tiếp em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha. Em sẽ có giá ưu đãi và có những cái thắc mắc bà con cứ liên hệ sớm với em để em sớm khắc phục lại nha mọi người. Em sớm khắc phục lại cho bà con mình ha. Bên em là chuyên mua bán ha, trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha mọi người. Từ ô tô tải, ô tô con cho đến ô tô khách nha. Bà con mình cứ alo sớm cho em. Em sẽ giữ xe cho bà con mình ha. Nếu mà có cọc em sẽ giữ xe cho bà con mình trong vòng một tuần lễ ha. 5-3 ngày, 7 ngày ha. 10 ngày trở lại thì em sẽ giữ xe cho bà con mình. Nếu mà con nào yêu thích cái dòng xe nào đó cứ alo cho em. Em sẽ chốt cọc cho em sẽ giữ xe cho bà con mình ha. Khi đến xem xe và mua xe nha. Bên em mua bán rất là uy tín tính ha. Cho nên bà con mình cứ yên tâm, nếu mà bà con nào thật sự chưa biết á
thì mua một lần rồi sẽ biết và sẽ giới thiệu cho những anh chị em bà con khác đến mua xe trao đổi với anh em ha. Bên em có hoa hồng cho những anh chị em bà con nào mình giới thiệu xe cho bên em ha, cho nên là bà con cứ yên tâm ha. Mình làm thì phải có công, cho nên anh chị em bà con mình cứ yên tâm. Rồi ha, em sẽ kết thúc cái video ở đây. Mong nhận được những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con mình ha. Rồi chào tất cả mọi người.